Chào các bạn, video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài bot Rose để dọn rác. Đầu tiên các bạn mở Telegram lên và vào group của các bạn. Sau đó nhấn vào biểu tượng dấu 3 chấm và thêm con bot vào group. Các bạn gõ commit Rose là ra, sau đó add vào. Tiếp theo các bạn cấp quyền admin cho bot. Sau khi cấp quyền admin thì các bạn gõ lệnh gạch chéo ID trên group chat để lấy ID của group và copy ID đấy. Sau khi copy ID thì các bạn nhắn tin riêng cho bot và gõ lệnh gạch chéo connect cách ID group của các bạn. Sau đó chọn quyền của admin. Để dọn rác thì các bạn gõ lệnh gạch chéo clean swipe cách on và nhấn enter. Tiếp theo các bạn gõ lệnh gạch chéo welcome off. Và goodbye off. Vậy là group của các bạn đã được con bot Rose dọn rác. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.